nhật ký của thể hình online. Gymmer, một danh từ khá lạ lẫm so với đại đa số người Việt khi mà trào lưu tập gym đang bước vào ngưỡng cửa hội nhập và phát triển. Song, đối với ngôi nhà thể hình online thì tiếng gymmer được cất lên vô cùng tự nhiên và thân thiện. Đáng nói hơn, những gymmer đã và đang sát cánh cùng thể hình online nói chung và cuộc thi gymmer đích thực nói riêng vô tình để lại những ký ức đẹp không thể nào quên. Thế rồi, khẽ thầm cảm ơn cuộc đời đã đưa chúng ta lại gần nhau và cùng nhau cống hiến vì một cộng đồng thể hình Việt Nam phát triển lành mạnh và năng động. Trên chuyến hành trình đi tìm người chiến thắng cuộc thi gymmer đích thực thì vào ngày 20 tháng 12 năm 2015, các gymmer dưới mái nhà chung thể hình online quyết định dừng chân tại trạm thứ 6 để vinh danh đội chiến thắng. Theo đó, một lần nữa, nhật ký của thể hình online ghi lại và lưu giữ những hình ảnh kỷ niệm tuyệt vời. Trận chiến trả bài đầu giờ. Trong cuộc đời đi học, hẳn mỗi chúng ta đều từng trải qua giây phút lo lắng, đến cả run tay khi bị thầy cô kiểm tra bài đầu giờ. Thế nhưng, từ khi rời xa mái trường trung học phổ thông bước vào giảng đường đại học hay đường đời thì ta dần quên đi cảm giác ấy. Để rồi hôm nay, ban tổ chức gymmer đích thực 6 có dịp khơi lại cảm xúc bị trả bài, nhưng dưới hình thức là bài thi lý thuyết các câu hỏi liên quan đến thể hình. 10 câu hỏi kiến thức bốc thăm ngẫu nhiên xem ra không quá khó khăn đối với những gymmer tri thức, có vốn hiểu biết tầm sâu rộng. Song, độ khó của vòng thi này chính là sự nhanh nhạy của người cầm cờ, vì chỉ cần một giây chậm chạp thì cơ hội chiến thắng sẽ thuộc về đối thủ. Nghiêm túc mà nói, tham dự vòng chơi này thì cả người chơi và người xem, thậm chí ban giám khảo thể hình online cũng bao phen hồi hộp, ú tim mỗi khi đọc xong câu hỏi. Hãy nhìn cách gymmer ăn uống. Gymmer là người tập thể hình, thường xuyên vận động nặng với cường độ cao trong thời gian ngắn. Vì thế, khâu ăn uống bao giờ cũng là quan trọng và được quan tâm bởi các gymmer. Theo đó, trứng và nước là hai loại thức ăn, thức uống phổ biến trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Nước rất quan trọng đối với con người, nó giúp đào thải những chất cặn bã, chất độc hại ra khỏi cơ thể. Đặc biệt, đối với người chơi thể hình thì do nhu cầu nước nhiều hơn trong tập luyện và đào thải cặn bã của protein nên việc tiếp nước thường xuyên là vô cùng cần thiết. Còn trứng là một loại thực phẩm cung cấp protein dồi dào, tất nhiên ở đây chỉ bàn đến lòng trắng trứng, rẻ và dễ tìm. Do đó, trong ngày chung kết gymmer đích thực 6, ban tổ chức quyết định đưa phần uống nước và ăn trứng vào để hai đội có dịp khoe tài ăn uống thần tốc của mình. Thực tế không riêng gì ở Việt Nam mà các nước trên thế giới cũng thường xuyên tổ chức những cuộc thi ăn nhanh hoặc uống nhanh. Nhưng uống nước và ăn trứng với nước ngọt thì có vẻ khác lạ. Nhưng qua đó phần nào thể hiện được nét riêng biệt của gymmer. Ở phần thi uống nước, 6 thành viên trong một đội phải làm sao tiêu thụ 10 lít nước lọc trong thời gian nhanh nhất có thể. Nếu là ngày thường và trong lúc tập luyện thì bổ sung nước với dung lượng lớn không có hề hấn gì. Tuy nhiên, trong trường hợp này, cưỡng cầu cơ thể quá nhiều xem ra là việc làm không tốt, không nên. Thoáng chốc, bắt gặp một thành viên nào đó đứng hình và dường như chết lặng sau khi cố gắng nuốt trôi hai chai nước loại 500ml. Xong, đã dám thách thức thì phải chiến đấu hết mình, đó mới là cách làm của một gymmer thực thụ. Tiếp tục là màn ăn trứng. Ban giám khảo thể hình online thực sự sốc khi nhìn các gymmer của chúng ta khéo léo, chuyên nghiệp, dùng muỗng truyền từng quả trứng đến người cuối cùng và rồi sau đó vừa ăn trứng bao gồm cả vỏ, vừa ống hút sạch một lon nước ngọt. Một lon, hai lon, rồi lại ba lon. Từ từ những lon nước ngọt trong thùng cũng được các anh chàng gymmer có sức ăn uống phi thường giải quyết nhanh, gọn, nhẹ. Tấm vé về lại tuổi thơ. Quay lại thời học sinh, mỗi khi nhà trường mở khóa dã ngoại hoặc cắm trại, thì bao giờ các trò chơi vận động thể hiện tinh thần đồng đội như rồng rắn lên mây, truyền tranh, kéo co, chạy tiếp sức cũng luôn được mọi người hoan nghênh đón nhận nhiệt tình. Giờ đây, 12 thí sinh tham gia gymmer đích thực 6 sẽ có dịp trở về tuổi thơ hồn nhiên, vui tươi của mình với hai trò chơi thật hấp dẫn và thú vị, đó là phần thách đấu kéo co và chạy tiếp sức. Sẽ có 3 lần thách đấu cho bộ môn kéo co, vậy nên trước khuôn mặt của mỗi gymmer đều hừng hực lòng tham chiến thắng, quyết tâm kéo đội kia về phía mình. Để rồi sau đó tung hứng nhảy múa ăn mừng chiến thắng hay trêu đùa người thua cuộc hệt như những đứa trẻ. Về màn thi chạy tiếp sức thì thật là đậm chất gymmer. Thay vì dùng gậy, cờ như kiểu chơi truyền thống thì ban tổ chức cho các thí sinh tiếp sức nhau bằng một thứ gần gũi với gymmer, đó là thực phẩm bổ sung, mà cụ thể ở đây là gói Lean Body. Giảm mỡ nhanh với phương pháp Superset phiên bản ngoài trời. Như đã biết, Superset là một phương pháp cường độ cao, tiết kiệm thời gian, đốt năng lượng nhiều nên phù hợp cho phái nữ hoặc những người muốn giảm mỡ nhanh.
Sẽ không có chuyện gì để nói nếu gymmer theo đuổi mục tiêu giảm mỡ bằng phương pháp superset trong phòng gym với đầy đủ dụng cụ tập luyện. Nhưng hiện tại, 12 thí sinh đang phải vất vả chống chịu với môi trường tập luyện, nói chính xác hơn là thách đấu mà không có đủ đồ nghề. Các gymmer buộc phải dùng dây thừng chơi kéo co lúc nãy để làm giả thanh xà ngang định mức cho bài thách đấu đầu tiên, bài barbell curl với số rep nhiều nhất có thể trong thời gian 10 phút. Và khi cơ bicep đạt mức độ overload thì cũng là lúc nhóm cơ bụng bị hành khủng khiếp với bài thách thức thứ hai, đó là bài AB Roller nhằm hướng đến một vòng eo thon gọn bụng 6 múi. Do đang ở công viên nên 12 gymmer không thể nào đầu gối trần, lăn lên lăn xuống ở sàn xi măng. Vậy nên, đôi giày mang thương hiệu THOL được bạn Nguyễn Hữu Tèo tài trợ lúc này thật hợp thời và đáng được tuyên dương tinh thần vì nghĩa lớn. Đúng là phong cách gymmer, đến cả cách tập AB Roller cũng khác thường làm sao. Rộn ràng thảm đỏ cuối năm, tiết trời se se lạnh, sắc màu xuân, điều này đồng nghĩa vòng 6 của thi gymmer đích thực chính thức kết thúc thì cũng là thời điểm cuối năm. Vậy nên, buổi trao giải lần này thật sự hoành tráng và trình trọng hơn những vòng thi trước bởi có sự xuất hiện của chiếc thảm đỏ và đặc biệt là anh Duy Nguyễn, đại diện cho ban tổ chức thể hình online, mặc bộ vest lịch lãm đến trao quà và cờ lưu niệm cho hai mẫu nữ duyên dáng với kiểu váy ôm cùng 12 thí sinh với trang phục thể thao vô cùng năng động và khỏe khoắn. Người cười, người nói càng khiến cho không khí trao giải thêm phần náo nhiệt, rộn ràng. Đội chiến thắng vui mà đội thua cuộc cũng chẳng thấy buồn, nụ cười vẫn tươi rói trên môi. Vì các gymmer biết rằng hơn hẳn chuyện thắng thua là tình đồng đội, tình anh em, tình bạn bè đã được hình thành và phát triển dưới mái nhà thể hình online. Dẫu biết chặng đường đi tìm gymmer đích thực chan chứa biết bao niềm vui, xen kẽ lẫn nỗi buồn, thậm chí là những nỗi đau cả về thể xác lẫn tâm hồn bởi những sự cố khôn lường. Xong, bằng tinh thần mạnh mẽ, lạc quan, các gymmer vẫn kiên trì sát cánh cùng thể hình online. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao và vinh hạnh của thể hình online. Hy vọng, sang năm 2016, tình yêu của các bạn dành cho thể hình online sẽ không thay đổi, vẫn mãi vẹn nguyên như ngày nào. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã, đang và sẽ tiếp tục ủng hộ cuộc thi Gymmer Đích Thực nói riêng và các sản phẩm truyền thông của thể hình online production nói chung. Ngày em bước đến đây làm tim anh ngất ngây vì ngọt ngào ôi pháp bơ nơ ly cà phê buổi sáng bài swas em nhớ chăng tập đi em chưa lo cardio nâng cao những bước chân tình yêu chúng ta người yêu em ở đâu bây giờ để cho anh nhớ thương mong chờ kìa đường bèo sao vắng như đang chờ ai nhớ ai tình bi ti anh vẫn luôn nồng nàn dù cho em luôn vẫn gieo phũ phàng chạy theo bao phù phiếm xa hoa giàu sang dịp mơ đem ước mơ cho cuộc sống trong trái tim anh người biết